Cô ta mới một quân. Thì quân đâu? Hi. Good evening. Good evening. Đấy nghe cho tôi tiếng Anh. Good evening. Yes, cô chào con. Nào, con chào cô. Con chào cô bằng buổi buổi tối bằng tiếng Anh như nào nhỉ? Chào cô, như nào con? Good, good. Chào buổi sáng như nào? Nào, chào buổi sáng trước đi. Good morning. Good morning. Yes, chào buổi chiều con. Chào chiều. Good afternoon. Good afternoon. Good job. Nào, chào buổi tối thì là good. 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 Evening. Evening. Okay, one more time lại này. Good evening. Good evening. Yeah, okay. Đọc to cho cô. Nào, đọc to cho cô một lần nữa để cô nghe thấy. Cô chưa nghe thấy rõ. Con đọc cho cô một lần nữa. Good evening. Good evening. Yes, okay. So, how are you today? How are you today? Saturday. I am. Cô đang hỏi con là how are you today nghĩa là gì nhỉ? Hôm nay con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy khỏe. Good, I am fine. Good, I am fine. Yeah, tôi cảm thấy hôm nay tôi cảm thấy rất là ổn. Đúng không nhỉ? Tôi cảm thấy khỏe. I am fine. I am good. Okay. Okay. Now, Khánh giúp cô hỏi cho cô câu hỏi này nè. How are you today? How are you today? It is yesterday. Oh my, yesterday là thứ là hôm qua đúng không? À, yesterday là thứ bảy. Cô đang hỏi là how are you today là hôm nay con cảm thấy thế nào? Hôm nay con cảm thấy thế nào? I am fine. Yes, okay. Now, all right. So, Khánh, how old are you? How old are you? I am 10. Ah, I am 10. I am 10 years old. 10? 10 tuổi. Yes, good job. Nào, con nói to hơn một tí. Con nói đúng rồi đấy. Nhưng mà con nói to câu đấy hơn một tí cho cô nghe rõ hơn nào. Này, hai em nhỉ? I'm 10. Okay, nói lại cho cô cả câu nhá. Full sentences. I am 10 years old. What old are you? I am 10. Yes, okay now. Repeat after me, đọc cho cô này. I am 10 years old. I am 10 years old. Yeah, years old. Years old. Years old. Years old. Okay, good job. Now, all right. So, now, okay. Do you see my screen? Hello. Do you see my screen? Con có nhìn thấy cái máy tính của cô có rất nhiều cái slide không? Có. Yes, okay. Chúng ta yes thì chúng ta là có. No nghĩa là không. Không, okay. So. Now. Rồi câu hỏi này. Do you like this? Do you like this? Yet. Yes. Okay. Now. So. Okay.
Now. Okay, I have a game for you. Game. Game. Yeah. What is the meaning of game? Game. Do you like playing game? Online game? Yeah. You play game on your smartphone. Play game on your smartphone. Do you like playing game? Do you like? Có nghĩa là con có thích chơi điện thoại không? Chơi điện thoại rồi là chơi các cái trò chơi không? Yes, yes I do. Yes I. Yes I can. Yes I like. Good job. Yeah. Okay, Khánh ha. Khánh hãy mạnh dạn nói câu trả lời cho cô. Con nói đúng rồi đấy. Nhưng mà con phải mạnh dạn nói trả lời cho cô. Bởi vì con nói đúng nên là cứ mạnh dạn nói. Bởi vì như thế thì cô mới nghe thấy. Nếu không là cô không nghe thấy câu trả lời đúng của Khánh đâu. Khánh nhá. Yes. Okay. Yes. Hi. Yes. Rồi cô hỏi lại con này. Do you like playing games? Yes, I like. Good job. Yes, I like. Okay, so I have a game for you. So, do you want to play game with me? Yes, I know. I know. Yes, I want. Yes, I want. Okay. Now, okay. So, are you ready? Are you ready? Có nghĩa là con sẵn sàng chưa? Yes. Yes, okay. Now. Okay. So. Now. Khánh, can I ask you some question? Yeah, cô có thể hỏi con một vài câu hỏi không? Yeah. Yes, okay now. Can you help me to read? Con đọc cho cô cái chữ này nào. Can you to mix? Con đọc cho cô cái chữ ở trong ô vuông xanh nào. Can you mix? À, listen. Listen to me. To me. Yeah. So, listen means nghĩa là gì con? Listen. Là gì nhỉ? Listen. Nghe. Nghe. Okay. Listen là nghe. Okay. Nào, để cô hỏi này. What is this? What is this? Cái tai đọc là gì con? Cái tai đọc là gì? Cái tai đọc là gì? Ears, right? Ears, cái tai. Now, what about cái mắt nào? How to say mắt in English? À, mắt chúng ta đọc là eyes, okay? Rồi, ha, nào. What is this color? Color nghĩa là gì con? Color có nghĩa là màu sắc. Ok, đây là màu gì con? Yellow. Yellow, good job, good job. Ok, what is this color? Blue, okay. What is this color? Green. Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng là gì con? White. Đồng là white. Màu. Yeah, it is. White. Okay, now. What is the shape? What is this shape? Thì gì đấy con? What is this shape? Đây là hình tam giác. Hình tam giác là gì con? Triangle, right? Triangle là hình tam giác nè. Okay, now, so what is this? What is this shape?
Hình chữ nhật là gì con? Rectangle. Rectangle. Ok. Yes. Ok. Nào thế cho cô hỏi là một cái này nhá. Cô thử viết này. Con thử thử đoán cho cô đây là hình gì nhá. What is this shape? Oh, cô vẽ hơi xấu một chút. I'm sorry. Nào, nào cô cho một hình khác này. Nào, what is this shape? Hình tròn là gì con? Hình tròn là so, sir. Circle. Circle, yeah, it is circle. Okay, nào đọc cho cô này. Circle. Circle. Okay, now, how many circles are there in this picture? How many circles are there in this picture? Có bao nhiêu hình tròn con? Circles. Đúng rồi, okay. Good job, repeat after me. There are two circles in this picture. There are two circles. 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 Yeah. Okay. Circles. 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 Okay. Yes. Good job. Now, next. Okay. So. Alright, now, okay, what is this? Chữ gì đây con? Chữ này nghĩa là gì? Eyes, okay. Eyes có nghĩa là gì con? Eyes giống nghĩa là đôi mắt. Yeah, eyes có nghĩa là đôi mắt. Ok, good job. Ok, thế cái mũi tiếng Anh chúng ta đọc là gì? How to say mũi in English? Mũi đọc là... Con có biết viết cách, con có biết viết cái mũi không? No. À, thì cô viết cho thành cái mũi này, cái mũi của cô như này nhá. Ok, now, can you spell it for me? Con có đánh vần, con đánh vần cho cô, giúp cô từ này nè. Chữ N trong tiếng Anh chúng ta đọc là? N. 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 O. A. O. O. S. S. E. Ok, vậy chúng ta đọc từ này nè. Nose. Nose. Đúng rồi, nose. Ok. Nose. So, how many nose do you have? Có bao nhiêu cái mũi mà Khánh có? One nose. One nose, ok. Nào, one nose. Nào, để cô hỏi này. How many eyes do you have? How many eyes do you have? Do you and me? Eyes. Do you? Eyes. Đúng rồi, ok. Rồi, nào. Câu hỏi tiếp nhá. What is your hair color? What is the color of hair? Color nghĩa là gì con nhỉ? Màu sắc, right? Đúng không nhỉ? Màu sắc. Đúng rồi, màu sắc. Now, what is the color of hair? Màu đen là gì con? Black. Good job. Now, can you spell black for me? Con đánh vần cho cô chữ black nào? B. Yeah.
air. Air. Ấy. Chữ cờ đọc là gì con nhỉ? Nhìn con. C. C, yeah, it is C. Good job, ok. Và từ cuối cùng là cố gắng nhớ ra xem nó là chữ gì nhỉ? Chữ gì con nhỉ? Chữ chữ gì nhỉ? Chữ ca. Right. À, chữ ca chúng ta đọc là gì trong tiếng Anh? Black. Ok. Now again. Black. Black. Ok. Nào cái mũi chúng ta đọc là gì con? Nose. Gần đúng một lần nữa con. Nose. 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 Alright, good job. Now, ok, vậy chúng ta có từ khóa, từ nose. Ok, thì bây giờ ghép cho cô. Cái mũi màu đen, cái mũi màu đen con sẽ nói như nào? No, but black. À, chúng ta đọc là nose black hay là black nose? Cái mũi black nose. Yeah, black nose. Nào, thì bây giờ cho cô nào. Cái mũi màu đỏ con sẽ nói như nào? Red nose. Red nose. Okay, we have red nose. Good job. Well done. Nào, chúng ta có cái mũi màu vàng con sẽ nói như nào nhỉ? Yellow nose. Đúng rồi. Yellow nose. Yeah, we have yellow nose. Okay. Nào, chúng ta có tóc màu đen thì chúng ta nói như nào nhỉ? Black. Đọc là hair. Right. Hair. Đúng rồi. Vậy chúng ta hair sẽ là black. À, hair, hair black hay là black hair? Hair black hay black hair? Black. Chúng ta phải đọc là black hair. Yeah, black hair. Okay. Alright, now. Rồi. Okay. Nào, con đọc lại cho cô các từ này nào. Từ đầu tiên mình đọc như nào nhỉ? No. À, có S này. No. Nose. No. Black. Black, okay. Black, no. Nose. Okay, tiếp nào con. Yellow, no. Okay, red nose. Yellow, no. À, black hair. Black hair, okay, black hair, okay. Rồi ha. Rồi, chúng ta có black hair này. Rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta có một cái trò chơi. À, okay. Can you tell me what is this? Oh my god. What is this? Ông mặt trời trong tiếng Anh chúng ta nói như nào? How to say ông mặt trời in English? Gì nhỉ? Con có biết viết không? Khánh viết cho cô nhé. À, cô viết rồi bạn Khánh đánh vần cho cô này. Đây, bạn Khánh, sao bạn Khánh đánh vần cho cô từ này này. Rồi cô viết cái từ ông mặt trời cho con, rồi con đánh vần trước giúp cô nhé. Chữ này chúng ta đánh vần như nào con nhỉ? Chữ đầu tiên, chữ này chúng ta đánh vần tiếng Anh như nào ta? Chữ F. S, ok. Tiếp theo, chữ U chúng ta đọc là? Chữ U. U. U, ok. U. Cuối cùng, chúng ta đọc là? N. Yes. Đúng rồi, ok. Nào, let's start. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi này. Are you ready? Yes. Yes. Yes, I'm ready. Nào, Khánh nói cho cô. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay. Wear your hands. Wear your hands. Wear your hands. Tay con đâu? Okay. Làm cử chỉ cho cô nhá.
Nào, cô đếm này. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con nói là yes, I'm ready nha. Nào, 1, 2, 3. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Ok, dùng tay cho cô nào. Dùng tay cho cô nào. Nào, cô đếm này. Nào, 1, 2, 3. Yes, I'm ready. I'm ready. I'm ready. Ready. Yeah, ok. Nào. Ok, nào. Ok, so can you see what is this? What is this animal? Con gì đây? Fish. Fish, okay. Okay, what is this animal? Crab. Con cua, đúng không nhỉ? Okay. Now, thế how many fish are there in this picture? How many fish are there? For a fish in this picture. Okay, what is this animal? Con này là con gì? Con cá mập hả? Con cá mập là gì ta? À, con cá mập là shark. Okay. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhá. Cô sẽ cho hình trại này. Xong rồi con đoán what is this now? Can you see this picture? Can you see it? Nào, cô đang chỉ vào con gì đây? Con gì đây? Đây là con. Con gì đấy? Con gì đây? Con sữa. Bò sữa, vỉa là con bò sữa nào. How to say con bò in English? Con có biết con bò sang tiếng Anh là gì không? Không. À, thì bây giờ cô cho con chơi cái này rồi con đoán xem trong các bức tranh này, trong cái bốn đáp án này xem cái gì là cái con bò sữa nhá. Nhá. Yes. Ok, nào. Let's go. Ok. Rồi. Oh. Nào. Oh oh. Nào. Ok, bây giờ nhìn à, nhìn cho cô thì Nào, đây. Cô có bốn đáp án này. Bây giờ này, đây là con bò đúng không? Nào, trong các từ này thì đâu là con bò nào? Nó chạy mất rồi. Con chọn A, B, C hay là D? A, B, C, or D? Con chọn A, C, D, A, D. C. 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 D. Ok, chúng ta sẽ xem C là gì nha. À, we have C. A cow. Yeah, good job. We have C. Now, C. Right? Okay. So, what is the meaning of C? C là con gì đây? Đúng rồi, chính là một con. Đúng rồi, chính là một con bò. Nào, đọc cho cô nào. Cow. 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 Okay, là con bò sữa này. Nào. Con bò sữa của chúng ta. Giờ cô sẽ hỏi con này. Now, how many colors are there in this cow? Cow. Yeah. But how many colors? Có bao nhiêu màu sắc trong cái con bò sữa này hả con? Màu gì? Có những màu gì nào? Black. White. Yeah. Pink. Mm-hmm. Yes. Red. Red. Okay. Màu này nữa không? Màu này là màu gì? Mm.
Màu này là màu màu gì cơ? Tiếng Việt mình gọi nó là màu gì đã? Màu xám. Đúng rồi, màu xám. Thế thì Khánh cho câu hỏi là màu xám trong tiếng Anh chúng ta nói là how to say màu xám in English. Rồi, cô thử viết từ chữ này xem vậy. Màu xám nhá. Khánh thử phát âm cho cô câu từ này xem nào. Từ này phát âm như nào? Rồi. Chị này phát âm như nào nữa con nhỉ? Rồi, Ray. Ray. Ok, now repeat after me. Now, Ray. Ray. Ok, vậy Ray là màu? Màu xám. Ok, nào, bây giờ đọc lại cho cô các màu của con bò này nào. Black, white, green, red. Red, blue. Blue. Oh, blue ở chỗ nào con nhỉ? À, rồi eyes, right? Blue. Okay. Chữ gì đây? Cô vừa chỉ có màu màu gì đây con? Gray. 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 Okay, so how many colors are there in this call? How many colors? Có bao nhiêu màu con? Five and green. Colors. Five colors in this call. Five colors. Okay, good job. Now, next one. Okay, we can try. Okay. Okay, vậy chúng ta đã xong question zero. Question zero là câu hỏi số 0. Next, now. Oh, how does he feel now? Anh ấy cảm thấy như nào nhỉ? Hungry. Okay, now how do you spell hungry for me? Hungry. He hungry. Ok, rồi. Nào, câu hỏi này. Bây giờ nhá, có một cách này. Con sẽ nhìn, cô sẽ chạy tiếp cho con này, rồi con tìm đáp án. And then you watch, and then you look at A, B, C, or D, and then you choose one. Con sẽ chọn một đáp án trong bốn đáp án A, B, C, or D nhá. Yes. Ok. Rồi. Nào, con chọn A, B, C, or D. C. C. Ok. Now let's see. C. Oh, sorry. C. Ok. We have C. Now. He hungry. Hungry. Đây là chữ hungry của chúng ta. What about crying? Crying nghĩa là gì? What is the meaning of crying? Nghĩa gì con nhỉ? Khóc. Yeah, khóc. Okay. So, I am happy. Nghĩa là gì? Vui vẻ. Yes, okay. And I am hungry. I am hungry nè, đói. Đói, okay. Now, so cô sẽ hỏi này. How are you feeling now? Con cảm thấy bây giờ thế nào? Thì con sẽ trả lời câu hỏi như nào nhỉ? How are you feeling
Nào, bạn cảm thấy bây giờ như thế nào? Mình sẽ trả lời là gì con? I am hungry. Okay, I am hungry. Now I am hungry, right? Hungry. Rồi, I am hungry. Okay. Nào, thế bây giờ con nói là tôi đang ăn cơm. À, tôi đang ăn. Thì con nói như nào? How are you? I am. Ăn là gì con? Eat. Eat. Eating. Okay. Tôi đang tôi đang học bài thì con nói như nào? À, thì nói là I am vui vẻ xem nào. Tôi vui vẻ, con sẽ nói như nào? I am happy. I am happy. Okay. Tôi cảm thấy rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là khỏe. Con sẽ nói là I am fine. I am good. Good. Yeah, I am good. Đúng không nhỉ? Good. Yes. Okay. Nào bây giờ cô hỏi nhá. Hỏi Khánh này. Sau đó Khánh sẽ trả lời cho cô này. How are you feeling now? How are you feeling now? I am hungry. I am hungry. Okay. Rồi. So, Do you like chicken? Do you like chicken? I am eating chicken. I am eating chicken. Okay, đọc lại cho cô này. I am eating chicken. I am eat chicken. Eating. Okay, so I am eating chicken. Okay, rồi. Now. I am happy này, happy của con này. I am hungry này. I am crying này. Okay, rồi. Now, what are they doing? What are they doing? Họ đang làm gì? Đây là hình ảnh như nào con nhỉ? Họ đang làm gì đây? Họ đang tập thể họ đang tập luyện. Đúng rồi, họ đang làm tập luyện đúng không nhỉ? Thế vậy chúng ta có cái từ mà tập luyện thể hình, con có biết là tập luyện thể hình là gì không? Nào, cô cho cô hỏi là cái từ tập thể dục trong tiếng Anh là gì? Không say tập thể dục. Do exercise. Đúng rồi. Okay. Now. Okay. Vậy chúng ta có một cái phần nha. Rồi. Gymnastic. Now. They are playing video games. What is the meaning? What does it mean? They are playing video games. Nghĩa là? Nghĩa là cậu có thích xem phim hay không? Thế dây nghĩa là gì con? Dây có nghĩa là ai? Họ, đúng không? Dây nghĩa là họ này. They are playing. Playing nghĩa là gì con? Họ rất thích xem video. Đúng rồi, cái này là video. Nhưng mà cái này là chơi. Họ rất thích chơi. Trò chơi. Video. Ok. Đọc cho cô tiếng Anh nào. They are playing video games.
They are. They are. They are playing in video games. Okay. Repeat after me. They are playing video games. Video games. Video games. Yes. Video game. Good answer. Yes. Yes. Okay. Rồi thì câu hỏi này. Nào. Okay. Câu hỏi nhá. Nào. Is this a girl or a boy? Girl or boy? Đây là chàng trai hay cô gái? Đây là she. She, she is. Okay, she is a girl. Okay, now. Họ đang tập thể dục, đang tập thể hình. Và chúng ta có nói cái từ đấy là, chúng ta có thể nói là they're doing gymnastics. Gymnastics. Okay, now, gymnastics. Now, đọc cho cô nào. They're doing gymnastics. There. Có lòng nào. They are doing a gymnastic. Nasty. Nasty. Okay. Đó. Nào, bây giờ cô có một cái trò chơi khác. Và cô có một cái này khác nhỉ. Okay. Nào. Giờ cô có một cái trò chơi như sau. À, here we go. Here we are. No. Okay. Rồi. Oh. Now. What is this? Trường học. Okay, how to say trường học in English? School. Okay. Yeah. Now. What is this animal? Cat. Okay. What is she doing? What is she doing? Đánh răng là gì con? Brushed teeth. Okay. Oh rồi. Nào, bạn ấy vừa thức dậy, bạn ấy ngủ dậy thì con sẽ nói như nào nào? Thức dậy trong tiếng Anh là gì? Good morning. Good morning. Đấy là chào buổi sáng đúng không nhỉ? Ok. Rồi. Ok, bạn đấy thức dậy, get up này. Ok. Rồi, bây giờ cô xem cho cô cái này nhá. Nào. What is this? Ngôi nhà là gì con? Ngôi nhà là home. Home. Now, how do you spell home for me? Spell home for me. Đánh vần cho cô từ home nào. Như thế nào nhỉ? H. O. E. E. Yeah, okay. Now, the next. So what is this room? Now, look at this. Now, what is this room? Now, phòng ngủ nào. Cho cô hỏi phòng ngủ in English. Bedroom. Bedroom, good job. What about phòng khách? How to say phòng khách in English? Phòng khách là Living room. Yeah, living room. What about phòng tắm? Phòng tắm là gì con? Bathroom. Okay. What is this color? Màu tím là gì con?
Purple, right? Purple. Okay. Now, how to say phòng bếp? Nhà bếp in English. The yeah. Kitchen. Kitchen. Okay. Rồi. Room. Là câu hỏi lại này. How to say phòng tắm in English? Bathroom. Bathroom. How to say phòng ngủ in English? Bedroom. Okay. How to say phòng khách in English? Gì nhỉ? Phòng khách. Living. Okay, now how many rooms are there in this house? How many rooms are there in this house? How many rooms are there? Có bao nhiêu phòng con? Four. There are four rooms in this house. Right? Now, con đọc cho cô lại này. Khánh đọc cho cô này. There are four rooms in this house. There are rooms. Four rooms. In this house, right? Okay. Rồi. What is this color? What is this color? Màu gì đấy con? Hình trái tim. Hình trái tim. Ok, nào thấy con màu gì con? Cái mái nhà này màu gì con? Màu nâu chúng ta là gì? Màu nâu tiếng Anh. Brown. Ok, alright, nào. Ok, rồi. Rồi, brown. Brown. Ok, rồi bây giờ câu hỏi này. Nào, thế đánh vần cho cô từ này lại bằng tiếng Anh nào. H O M E E, đúng rồi. H-O-M-E, right? Yes, good job, it is. Okay, now. Okay, so. Do you like book? Conan, okay. Chuyện cổ tích là, chuyện tranh là gì con? Chuyện tranh đọc. Là gì con nhỉ? Trong tiếng Anh đọc là gì? Comic. Yeah, comic. Do you like comic? Yes, I like comic. Yes, I like comic. Okay. Do you like chicken? Do you like chickens? Yes. Yes, I like chicken. Okay. Do you like fish? For fish. Yes, I like fish. Okay. So, do you like English? Do you like English? Do you like studying yes. English? Yes, I do. Yes. I like studying English. Okay, đọc cho cô lại từ tiếng Anh. English. English. Một lần nữa con nhé. English. English. Okay, good job. Rồi. Nào, thế hôm nay chúng ta đã học về cái này rồi đúng không nhỉ? Và Khánh đã học được cái cách hỏi là bạn có thích cái này không? Bạn có thích cái này không? Thì con sẽ hỏi là do you like, đúng không?
Rồi, thì Khánh hỏi cho cô một câu là bạn có thích sách không thì con sẽ hỏi như nào? À, bây giờ cô hỏi là what do you what do you like, đúng không? What do you like? Rồi, để chúng ta hỏi cái câu là what do you like, đúng không? Và hôm nay cô dạy là do you like cộng với do you like cộng với chấm chấm chấm. Nào, bây giờ cô hỏi là bạn có thích Conan không thì con sẽ hỏi như nào? Do you like? Do you like book of Conan? À, do you like Conan comics? Comics. Conan là một truyện tranh nên chúng ta sẽ nói là Conan comics. Ok. Rồi. Thì con hỏi cho cô khác là bạn có thích gì nhỉ? Con hỏi cho cô một câu nào. Do you like me? Bạn có thích màu đỏ không? Con nói như nào. Do you like red? À, do you like red? Ok, good job. Rồi, thế nhá. Anh về nhà luyện tập cho cô cấu trúc này học nhá. Ok, rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi con nhá. Ok, rồi. How are you feeling now? Con cảm thấy bây giờ thế nào? Very nice. Very nice. Nghĩa là gì con? Nghĩa là mình cảm thấy rất vui. À, very nice. Ok, good job. Rồi, ngoài ra very nice, chúng ta có từ khác là very happy. Cảm thấy rất tuyệt. Đúng rồi, cảm thấy rất tuyệt. Đúng không? Okay. Cảm thấy rất tuyệt, chúng ta sẽ nói là I am very happy. Happy. Đúng rồi, ok, nào. Thank you. Rồi, thế hôm nay cô dạy thế này thôi nhá. Nào, tạm biệt cô, nói tiếng Anh như nào? Good. 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 Bye. Goodbye, teacher. Đúng rồi. Nào, đọc lại cho cô để chúng ta chào nhau nào. Để cô chào con nào. Goodbye, teacher. Ok. Rồi, goodbye. Goodbye Khánh. Bye bye. Goodbye teacher. Bye bye con. Ok. Bắt đến những cô thôi rồi. Đến cô tắt hết.
Thank you.